Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club Quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé Trước khi vào nội dung của ngày hôm nay Anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái lượt subscribe Và những cái trái tim ở dưới một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này Cảm ơn anh chị rất là nhiều Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ 5 Ngày mùng 9 tháng 11 năm 2023 Thị trường của chúng ta thì hôm nay có một cái phiên tiền vào rất là mạnh anh chị Kết phiên thì thị trường chỉ đóng cửa quanh tham chiếu thôi. Ở cái vùng 1113.89 điểm, thị trường tăng có 0.46 điểm thôi. À, hôm nay có một cái điều chúng ta cần chú ý là thanh khoản rất lớn anh chị nhé Thanh khoản trong ngày hôm nay là 22.000 tỷ với 1.052 triệu cổ phiếu được giao dịch trong ngày hôm nay. Chúng ta có 342 mã xanh, 11 mã trần, 76 mã tham chiếu và 200 mã đỏ thế thì với một cái phiên giao dịch thanh khoản tăng đột biến như vậy thì trong các phiên giao dịch tiếp theo nhà đầu tư cần lưu ý và không nên bỏ qua cái điều gì thì nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé à, nhìn nhanh một chút về nhóm chứng khoán thì hôm nay nó cũng hưng phấn kéo lên khá là mạnh theo cái thị trường anh chị tuy nhiên là đến cuối phiên thì nó cũng bị áp lực bán bán mực trở lại anh chị nhé chúng ta có vndssi thì vẫn còn giữ được sắc xanh shs thì hôm nay quay ra đỏ rồi anh chị à, chúng ta có vci mbs cũng đỏ giao HCM thì xanh nhẹ. Cổ phiếu VX thì hôm nay nó vẫn đóng trần đấy chị nhá. Đây là một cổ phiếu mà nó mang tính đầu cơ rất là cao và mỗi khi nó kéo thì nó kéo rất kinh và khi nó giảm thì anh chị thấy là nó giảm cũng ghê gớm không kém anh chị nhé đầu cơ rất là cao. Nhóm banh thì là cái nhóm mà gây áp lực lên thị trường trong ngày hôm nay khi có những cái nhịp quay đầu giảm điểm và làm cho index của chúng ta có những cái nhịp chốt lời cũng như là có những cái nhịp giảm điểm vào cuối phiên. Nhóm thép thì cuối phiên chúng ta thấy hoa sen bị bán, Nam Kim và Hòa Phát thì ở Nam kim vẫn giữ được sắc xanh nhưng mà nó cũng bị cụt đầu anh chị nhé Hòa Phát thì nó chỉ còn nó bị âm 0,19%. Một vài cái nhóm cổ phiếu khác ví dụ nhóm dầu khí thì đầu phiên sáng nó giảm mạnh tuy nhiên là đến cuối phiên ấy thì nó giữ ở một cái mức trung lập thôi. Nhóm bất động sản thì là cái nhóm mà hôm nay tăng khá tốt đấy chị. Thì hôm nay bên mình đã chốt lời nhóm bất động sản đấy chị nhé Hôm nay thì một vài cổ phiếu được kéo lên vào phiên sáng cũng như là kéo lên vào phiên chiều thì chiều nay hàng về cái lúc mà khoảng tầm hơn 2 giờ ấy, lúc mà ví dụ như là có sale nó kéo lên gần 25 đất xanh nó kéo lên 20 là bên mình chốt lời chị một vài cổ phiếu như là nam long hdc đạt phương uh, hdg thì cũng đều về đến cái vùng chốt lời hết thì hôm nay bên mình cũng có các cái tín hiệu chốt lời nhóm bất động sản anh chị nhé à, tất nhiên là chốt lời trong ngắn hạn thôi chúng ta có nhóm cảng biển thì hôm nay xanh đỏ đan sen nhóm bất động sản cung công nghiệp thì hôm nay vẫn giữ được sắc xanh nhóm này thì nam đánh giá cao trong nhịp tới nhé nhưng mà mình cần nó thêm cái thời gian tích lũy Nhóm bán lẻ thì hôm nay chúng ta có FRT tăng rất là mạnh Anh chị thấy là nó tăng vượt qua 100 Ở 104.5 rất là ghê gớm Chúng ta có MWG, PEP và uh, DG thì uh, vẫn tăng rất là tốt Nhóm xây dựng thì uh, chúng ta có HBC tăng uh, CTD Hôm nay thì giảm nhẹ đầu tư công Thì uh, chúng ta thấy xanh đỏ đan sen anh chị nhé Nhìn nhanh một chút về hành động của khối ngoại Thì anh chị thấy là khối ngoại trong phiên giao dịch ngày hôm nay bán khá rác Người ta bán trong tầm 806 tỷ bán cả trong ATC Tập trung vào VHM Uh, về công banh uh, Vinamilk và mua dòng thì mua dòng DGC. Ok, thế thì uh, với những cái sự hành động của khối ngoại và cái sự vận động của thị trường và một vài các cái nhóm cổ phiếu thì thị trường trong các cái phiên giao dịch tiếp theo sẽ có cái biến động như thế nào và uh, nhà đầu tư sẽ cần phải lưu ý cái điểm gì thì nam cùng với chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Thì trước khi sang nội dung của cái phần thứ hai thì anh chị đang tham gia theo dõi cái video này anh chị mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh cảm ơn anh chị uh, rất là nhiều anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ nhìn nhanh một chút về cái bản tin ở trong zoom khách hàng trong ngày hôm nay để Nam chia sẻ với anh chị. À đây, đầu phiên sáng thì Nam chia sẻ với anh chị là thị trường phiên ngày hôm qua thì VN Index có cái phiên bùng nổ theo đà viên mãn với biên độ tăng giá tốt và khối lượng khối lượng gia tăng mạnh. VN Index thì chính thức vượt qua dứt điểm cái kênh giảm giá và kết thúc cái xu hướng giảm đã hình thành từ ngày 22 tháng 9. Anh nhìn nhá, cái xu hướng giảm nó đã được hình thành từ 22 tháng 9 và trong ngày hôm qua là chính thức thị trường của chúng ta vượt qua. VN Index thì kết thúc cái xuống giảm thì không có nghĩa là VN Index lập tức quay trở lại xuống tăng. Anh chị nhá mọi người phải hiểu rất rõ cái nội dung này. Để quay lại xuống tăng thì VN Index vẫn cần có thời gian tích lũy trước kỳ Breakout bước thành bước vào một xuống mới. Thì chia sẻ với chị một chút thì Nam là một cái nhà đầu tư theo trend. Anh chị nhá, trend following. Thì do vậy cho nên là cái sở trường của mình là đánh trend đánh sóng. Còn những cái nhịp mà anh chị thấy là bắt đáy này hay là mua để đón những cái nhịp thì mình vẫn tham gia. Tuy nhiên là để mà nói về sở trường thì vẫn là nhà đầu tư theo trend. Anh chị nhá. Nhưng mà các cái à, cách mà mua bắt đáy hay là mua các cái nhịp khác thì anh chị thấy là trong thời gian vừa qua chúng ta tham gia bắt đáy và tham gia mua trong các phiên trở đây rất là thành công. Đúng không? Nhưng mà mình chia sẻ với anh chị một chút là thị trường nó chưa bước vào một cái xu hướng tăng và để bước vào xu hướng tăng thì thị trường vẫn cần cái thời gian tích lũy trước khi breakout để bước vào xu hướng tăng. Anh chị nhá. À, trong ngắn hạn thì tiếp đà hưng phấn index có thể tiếp tục kéo rướn xung lực tăng chứ còn duy trì được trong phiên ngày hôm nay anh chị. Cái vùng kháng cự mục tiêu của vùng hiện tại là cái vùng 1137 thì với việc phiên hôm qua index của chúng ta nổ với volume lớn, à, khối lượng tăng à, à, gấp 1,5 lần trung bình 20 phiên thì vn index có tiếp tục kéo điểm thì cũng sẽ có những cái nhịp à, test ngược trở lại, đúng không? Tức là nó có tiếp tục kéo lên thì nó cũng sẽ phải quay trở lại test trở lại thôi bởi vì là cái volume nó thể hiện là dòng tiền mạnh, đúng không? Dòng tiền thì rất mạnh rồi nhưng mà cái nhóm mà cái cái bên bán ấy người ta bán cũng rất mạnh bởi vì là vôn có nghĩa là cung cầu nó gặp nhau đúng không cung cầu nó gặp nhau thì nó tạo ra thanh khoản thì bây giờ thanh khoản to có nghĩa là ông mua cũng nhiều mà cái áp lực bán cũng lớn anh chị nhá do, do vậy cho nên là cái việc mà nổ với vốn lớn thì chắc chắn phải test lại thôi thì hành động thì chúng ta đã tham gia được một lượng lớn các cổ phiếu trong 3 phiên trở lại đây đối với nhà đầu tư mua mới trong phiên ngày hôm qua thì chờ hàng về đưa ra quyết định mua bán sau sẽ được cập nhật trong room còn nhà đầu tư mà Uh, mua bán các phiên trước hàng đã về muốn bán lướt trong ngắn hạn để có chủ động bán lướt trong hai phiên cuối tuần khi mà VN Index nó kéo về cái vùng kháng cự 1120 đến 1135 thì hôm nay nó về cái vùng 1122 là cao nhất anh chị thì đấy là cái thời điểm chốt anh chị nhé đấy <laughs> ví dụ này phiên sáng khi mà thị trường kéo này anh chị thấy là thị trường nó kéo hưng phấn lên 1.1120 thì nam nhắn với anh chị là các cổ phiếu bất động sản bắt đầu chạm về target thì anh chị sẽ lưu ý bán đúng không chúng ta đã tham gia rất nhiều cổ phiếu bất động sản anh chị thấy là HDG này, Đạt Phương, HDC, sell, Đất Xanh và Novaland, uh, Nam Long thì đều có cái mức lợi nhuận rất tốt. Nam Long thậm chí hôm nay nó còn chạm trần, đúng không? Thế là chúng ta đã có lợi nhuận mười mấy phần trăm rồi. Thì uh, những cái nhịp mà nó kéo hưng phấn lên, anh chị có thể chốt lời trong ngắn hạn nhé, anh chị nhé. Các phiên trở đây thì chúng ta mua khá là nhiều, anh chị mua khá là nhiều. Thì uh, <laughs> đến phiên chiều, anh chị đến phiên trưa, đến phiên chiều thì anh chị thấy là thị trường nó lại tiếp tục kéo lên một lần nữa, đúng không? Lúc hai giờ 10 phút thì bất động sản Uh, các cái anh chị mà mua trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì thật ra là bên mình mua thứ năm à thứ hai thì sáng nay chốt một lần mua thứ ba thì chiều nay hàng về thì khi mà lúc mà hai giờ mười khi mà nó kéo lên ý, mình nhắn luôn với anh chị là bán anh chị bán nó bất động sản và canh những cái nhịp rung lắc để mua lại sau đúng không sẽ được lợi về giá ví dụ lợi khoảng tầm hai uh, ba thậm chí là bốn năm phần trăm đối với nhóm bất động sản lãi sức bình thường vì đây là cái nhóm mang cái tính đầu cơ rất là cao anh chị nhá mang tính đầu cơ rất là cao cho nên là Ví dụ như là đất xanh thì mình bán được quanh cái vùng giá 20.2, 20. Thì bây giờ nó điều chỉnh về đây thì cả anh chị mua luôn trong ATC trong ngày hôm nay thì cũng đã lợi một tầm nửa giá rồi. Đúng không anh chị nhá. Yeah. Thì do vậy cho nên là chúng ta cứ thoải mái thôi. À, những cái nhịp mà chúng ta mua một lướt lát bán được nhanh bởi vì là bây giờ trao đổi với anh chị ấy là thị trường của chúng ta nó chưa vào trend. Đúng không? Nó chấm dứt cái trend giảm nhưng mà không có nghĩa là nó quay trở lại cái trend tăng ngay. Anh chị dung là như vậy nhé, cái trend giảm của chúng ta bắt đầu từ cái phiên ngày 22 tháng 9 đúng không? Thế thì những cái nhịp giảm như này này, đấy nó nó phá vỡ cái kênh giảm giá và nó chứ không phải là có nghĩa là nó quay trở lại xuống tăng ngay. Anh chị nhá để nó hình thành một cái xu hướng như là cái thời điểm tháng tư, tháng 5 năm năm nay ấy, anh chị dung là trước đấy thị trường chúng ta nó phải trải qua một cái giai đoạn sideways rất là lâu, đúng không? Rất lâu cho nó tích lũy và breakout đi lên. Thì nếu như anh chị nào mà theo dõi em Nam đã lâu ấy, thì sở trường của mình là đánh theo trend thì những cái nhịp này mà anh chị ở trong dung khách hàng nhé thì gần như là chúng ta gần như là tham gia được những cái nhóm cổ phiếu mạnh nhất như là chứng khoán như là thép như là bất động sản đúng không như là bất động sản <laughs> khu công nghiệp <laughs> như là bán lẻ thì đấy là những cái nhóm rất mạnh mà ngày nào nào cũng nói đi với anh chị là nói đi nói lại với anh chị là nắm giữ là thành công nắm giữ là thành công đúng không anh chị thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta đánh theo trend còn cái thời điểm hiện tại bây giờ thì anh chị dung là thị trường vừa mới kết thúc cái sen giảm thì nó để mà vào trend nhé, anh chị thấy cái nó còn rộng như này thì nó cần phải tích lũy nó bóp chặt cái ben vào rồi nó hình thành một xu hướng mới. Thì lúc ấy thì chúng ta mới có cái trend. Thì lúc ấy chúng ta mới lại có cái câu là nắm giữ là thành công là trong một xu hướng tốt, nắm giữ là thành công. Đúng không anh chị. Còn bây giờ hiện tại thị trường của chúng ta chưa có trend thì những cái nhịp mà chúng ta có lợi về giá chúng ta cứ bán. Ví dụ như là sale hôm nay bên mình bán được cái vùng giá 25 25 triệu x anh chị thấy là hàng về đến buổi chiều anh chị mua lại ngay là mọi người được lợi một phần một 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 giá rồi đúng không? Thậm chí là ngày mai nó có rung lắc nó test về vùng giá 23.x mọi người còn có cái 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 cái, cái lợi trên khoảng tầm à, 2, uh, khoảng tầm hơn một giá. Đúng không anh chị nhá, thì đấy là chia sẻ một chút về cái rung khách hàng thôi. Thì anh chị nào muốn vào trong các cái rung khách hàng này để có cái sự chủ động trong giao dịch thì có thể liên hệ với cả em Nam. Cần có một cái tài khoản VIP anh chị nhá. Nếu mà chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như mà đã có rồi thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID nhá anh chị nhá. Đây anh chị đăng nhập vào app này bấm vào avatar này bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn này nhập cái mã id r808 ra họ tên của nam là nguyễn ngọc nam tích vào ba cái dấu tích này bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để nam hỗ trợ thêm cho các anh chị vào các cái zoom khách hàng để có cái sự chủ động trong giao dịch anh chị nhé anh chị nào cần tìm người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường à, anh chị mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển id thì anh chị có thể là tham gia hình thức thu phí cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi hiện tại thì uh, câu lạc bộ cũng đang uh, triển khai các cái dịch vụ uh, uh, ủy thác đầu tư và quản lý tài sản anh chị nào muốn ủy thác cho nam thì uh, anh chị cứ liên hệ thì uh, nam sẽ gửi cho anh chị các cái điều khoản cụ thể để chúng ta cùng nhau hợp tác anh chị nhé rồi quay trở lại với thị trường thế thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì mình đặt một cái tiêu đề là nhà đầu tư không nên bỏ qua điều này thì là điều gì thì uh, chúng ta thì nam sẽ trao đổi với anh chị uh, như sau anh chị nhé thì uh, mọi người lưu ý giúp hôm qua chúng ta là một cái phiên uh, bùng nổ theo đà cực kỳ là viên mãn đúng không À, cực kỳ là viên mãn thế thì uh, trong quá khứ anh chị nào mà sử dụng về bùng nổ theo đà thì mọi người sẽ biết được rằng là tất cả những cái phiên bùng nổ theo đà thì sẽ có 30 phần trăm là thất bại anh chị nhá 30 trăm là thất bại do vậy cho nên là uh, chúng ta đã thấy là thị trường chúng ta đã kết thúc cái xu hướng giảm à, nhưng mà chúng ta vẫn phải có cho mình một cái đường lui đúng không anh chị phải có đường lui bởi vì trên thị trường bất cứ một bất cứ một cái điều gì nó cũng thể xảy ra kể cả là một cái xác suất nhỏ nhất Thế thì anh chị phải lưu ý giúp là bùng nổ theo đà rồi Thế thì nếu như mà nó thất bại thì sao Nó thất bại thì nếu khi nào nó thất bại Khi mà nó xuyên thủng qua cái vùng 1080 1075 tất nhiên là để nó xuyên thủng vùng này thì rất là khó Anh chị nhé xác suất em đánh giá là rất là thấp thì Trong quá khứ thì nó có 30% là thất bại Anh chị nhé 30% thất bại thì hiện tại bây giờ em đánh giá là cái xác suất thậm chí nó còn thấp hơn 30% Nhưng mà là một nhà tư vấn anh chị thì mình vẫn phải cảnh báo cho anh chị và lưu ý các anh chị nhà đầu tư không nên bỏ qua cái vấn đề này nếu như thị trường của chúng ta trong phiên cuối tuần hoặc là trong một đến hai phiên sắp tới mà nó xuất hiện một cây bán mạnh với vô nó còn lớn hơn cái phiên giao dịch ngày hôm qua đúng không nó bán dập mạnh xuống và thị trường nó xuyên thủng qua cái vùng 1080 thì tất cả những cái vị thế anh chị đang nắm giữ mọi người phải tất toán ra khỏi thị trường ngay lập tức anh chị nhá mọi người hình dung không ạ đấy là đấy là tất nhiên là cái xác suất rất là thấp đang chia sẻ với anh chị là cực kỳ thấp đúng không nó không đến 30 phần trăm thậm chí nó chỉ là khoảng tầm 10 phần trăm thôi nhưng mà chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng bởi vì là khi mà có những cái phiên bùng nổ theo đà nó vẫn có những cái xác suất thất bại ví dụ đây là thất bại gì này một phiên này hôm sau nó bị bán với vốn lớn hơn này à, Cuột đầu này sau hôm sau nó làm cái cây mà thủng luôn đúng không bùng nổ theo đà thất bại sau đó thì nó nó lại đi vào những nhịp tích lũy mất rất nhiều thời gian Đấy, do vậy cho nên cái giai đoạn này nếu như thị trường của chúng ta nó nó xuất hiện trong một đến hai hoặc ba phiên tiếp theo mà nó xuất hiện một cái phiên xuyên thủng qua vùng 1080 thì tất cả các vị thế anh chị đang nắm giữ anh chị phải tất toán ngay. Nếu không thị trường nó sẽ về lại test test lại cái vùng đáy trước thậm chí còn thủng. Anh chị nhá, nó sẽ thể hiện đây là một cú bull trap. Thì tất nhiên là uh, bây giờ mình nói cái điều này thì có lẽ là nhiều anh chị không thích. Nhưng mà Nam chia sẻ với anh chị một cái điều ấy là mình là nhà tư vấn cho nên là mình luôn phải cân bằng cái trạng thái tâm lý cho cho khách hàng của mình anh chị. Đấy, trong trường hợp mà nó thất bại thì sao? Chúng ta phải có đường lui. Anh nhá, tất nhiên là xác suất nó thấp anh ý. bây giờ thị trường của chúng ta hiện tại dòng tiền vẫn đang rất là khỏe và uh, một cái xác suất thấp thôi nhưng mà chúng ta vẫn phải lưu ý với nhau nhá. thì uh, mình chỉ chia sẻ với anh chị một chút về cái vấn đề này thôi còn uh, về thị trường trong ngày hôm nay thì nam đánh giá là một cái phiên có áp lực bán và áp lực bán vào cuối phiên buổi sáng thì trong các cái buổi livestream buổi sáng buổi chiều em cũng đều nói với anh chị là khi mà vôn to tức là cung cầu gặp nhau tức là bên mua mạnh đúng không bên mua rất là phô mô mua lên nhưng mà bên bán người ta vẫn bán xuống bán xuống tức là vôn to nhưng mà giá không tăng được thì đây là một cái phiên phân phối anh chị nhá đây là một phiên phân phối đầu tiên của thị trường sau uh, uh, cái phiên bùng nổ theo đà thì tất nhiên là sau bùng nổ theo đà một phiên phân phối thì nó không có vấn đề gì khi nào chúng ta có bốn phiên phân phối trở lên thì chúng ta mới sợ thôi còn <laughs> xét về cái trạng thái của thị trường thì uh, cái sự vận động này nam đánh giá là hết sức và bình thường tức là em chỉ muốn cập nhật với anh chị là chúng ta phải lưu ý nếu bùng nổ theo đà xịt thì như thế nào thì chúng ta khi xịt thì chúng ta phải hành động ra làm sao chúng ta phải quản trị rủi ro anh chị nhá còn <laughs> tất nhiên là cái xác suất nó xảy ra rất là thấp cho nên là anh chị cũng không cần phải quá lo lắng đâu Đấy, em chỉ muốn chia sẻ với chị một chút vấn đề là như vậy còn về thị trường thì à, uh, phiên ngày hôm qua nó nó bẻ gãy cái kênh giảm giá đúng không nó bẻ gãy cái kênh giảm giá là cái thứ nhất cái thứ hai là nó vượt qua cái đường M20 đang hướng xuống và Ben vẫn còn khá là rộng cho nên là gặp những cái trường hợp mà nó như thế này ấy, thì anh chị lưu ý giúp là kiểu nhiều khả năng nó sẽ có những cú reset lại anh chị 1 phần 2 đến 1 phần 3 cái thân nến của cây break này là hết sức bình thường quanh cái vùng 1100 đấy sẽ là cái vùng tiềm năng để chúng ta tham gia quay trở lại sau khi hôm nay chúng ta chốt lời nhóm bất động sản được cái giá rất là tốt anh chị nhá hầu như nhóm bất động sản hôm nay mình những cái nhịp mà nó canh lên nó kéo anh chị cứ hô là nó trần nó trần nó trần đúng không nhưng mà trao đổi với anh chị là mình canh chốt anh chị bởi vì là mình đã có cái sự chủ động mình mua cách đây khoảng tầm hai ba phiên rồi mua phiên thứ hai mua phiên thứ ba hôm nay hàng về đúng không thì khi mà nó kéo lên giá tốt giá, giá tốt một cái là đảm báo cho anh chị khách hàng chốt ngay chốt trong ngắn hạn ngay anh chị nhé và ngày mai <laughs> hoặc là tuần sau nó rung lắc anh chị mua lại được thêm ba bốn phần trăm thì đấy là dành cho những anh chị nào mà muốn lướt lát còn những anh chị nào mà 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 <laughs> sorry mọi người nhé còn anh chị nào mà nắm giữ thì Nam đánh giá là vẫn nắm giữ được thôi, không có vấn đề gì. Thị trường của chúng ta trong sau phiên ngày hôm nay thì Nam đánh giá là chưa có cái vấn đề gì xấu anh chị nhá. Tức là hôm nay chỉ muốn cảnh báo với anh chị về một cái cái trường hợp mà nó Brexit thì sao. Còn về thị trường thì góc nhìn của Nam là chưa có gì xấu cả anh chị nhá. Hôm nay Nam nói với chị là chưa có gì xấu ở trong dung khách hàng ấy, chưa có gì xấu cả. Đây này. Ờ, hôm nay chúng ta đã chốt lời được bất động sản vùng giá tốt các phiên tiếp theo dung lắc là cơ hội mua lại khi được lợi từ 2 đến À, sau bùng nổ theo đà thị trường test lại là cơ hội tham gia sẽ có nhiều điểm mua của các cổ phiếu à, điều này là điều bình thường mà chưa có gì xấu anh chị nhé chưa có gì xấu cả cho nên là mọi người đừng có lo lắng quá không nên bảo ông Nam này ông bảo thị trường Brexit thì chết anh chị nhé mọi người nhớ giúp Nam là cái xác suất xảy ra thấp anh chị <laughs> rồi thế thì à, trong các phiên giao dịch tiếp theo nhé khả năng là thị trường sẽ có những cú rung lắc trở lại thôi ngày mai anh chị ý ngày mai thì rất nhiều các anh chị sẽ chờ một cái phiên hàng về đúng không chờ một cái phiên vôn to hàng về nhưng mà mọi người lưu ý là chưa chắc ngày mai nó đã đạp đâu anh chị nhá Đấy, có nhiều khi hàng về ngày mai thị trường vẫn đóng cửa xanh bình thường anh chị nhá Đấy, chứ còn nếu mà anh chị chờ hàng về để mua thì nhiều khi nó lại dễ quá có thể ngày mai sáng mai sẽ có rung lắc nhưng mà chiều mai nhiều khi là thị trường sẽ bắt đầu có những cú hồi phục trở lại còn về cơ bản là cái sự rung lắc nó sẽ có thể xảy ra trong có thể ngày mai đúng không ngày mai thì tất nhiên là ngày mai hoặc là trong các cái phiên giao dịch tuần sau nó sẽ có những cái nhịp xảy ra và cái vùng hỗ trợ hiện tại của thị trường sẽ là cái vùng 1090 cho đến vùng 1100 1100 cộng thì khi mà thị trường nó rung lắc nó test trả trở lại thì đấy là cơ hội cho anh chị tham gia sau khi chúng ta mà đã đã đã, đã chốt lời trong ngày hôm nay và m20 đang hướng xuống anh chị nhé hướng xuống thì về nguyên tắc là khi vượt qua m20 đang hướng xuống thì phải quay trở lại test Đúng không? Trong tuần sau anh chị thấy là chúng ta sẽ có các cái trạng thái về việc tách kiếm. Đấy, cho nên là cái việc mà VN Index nó rung lắc là điều hết sức bình thường anh chị nhá. Ok anh chị. Thì đấy chia sẻ một chút còn để thị trường của chúng ta hình thành một cái chen ấy thì trao đổi với anh chị là nó phải bóp ben này từ từ từ, từ tích lũy tích lũy tích lũy rồi nó mở cái boy ben ra như này. Cái ben dưới nó cũng phải từ từ nó kéo lên rồi từ từ đi ngang và nó mở ra như này. Lúc ấy thì chúng ta mới có chen breakout <laughs> anh chị nhá. chứ không phải là nó cứ thế là nó tăng anh chị thấy là bên trên này người ta còn kẹp hàng, hàng xa số nhà đầu tư kẹp hàng. Anh chị nhá lên người ta kiểu gì người ta trả táng. Đấy, còn về cơ bản là thị trường sẽ có những cú test lại. Nhá, thì uh, test lại thì sẽ là cơ hội mua. Thị trường hôm nay của chúng ta mới là một cái phiên phân phối đầu tiên thôi. Chúng ta không cần phải quá lo lắng. Còn tất nhiên là mình sẽ vẫn cảnh báo với anh chị một cái điều quan trọng. Đấy là Brexit thì như nào? Đúng không? Bùng nổ theo đà xịt thì như nào? Và hành động ra làm sao? Tức là chính chị phải tất toán toàn bộ cái vị thế của mình có nếu như thị trường break out xịt thị trường bùng nổ theo đà xịt anh chị nhá một mình luôn có một cái anh chị yên tâm là về làm khách hàng của em nam thì bao giờ anh chị cũng sẽ có một cái sự dự phòng đúng không thì quan điểm tiếp cận của thị trường của nam là quan điểm rủi ro đặt lên hàng đầu khi mà chúng ta giữ được tiền thì kiểu gì thì kiểu trong thời gian tới không sóng này thì sóng kia chúng ta cũng kiếm được tiền còn tiền còn cơ hội anh chị tất nhiên là bây giờ mình nói cái câu này thì nó không phù hợp với hoàn cảnh đúng không vì thị trường của chúng ta hiện tại vẫn đang À, mọi người vẫn đang rất là hồ hởi, vẫn đang rất là là tích cực. Nhưng mà uh, chúng ta cứ uh, vẫn phải cẩn trọng anh chị nhá, vẫn phải cẩn trọng thôi. Còn về cơ bản là mình vẫn đánh giá là cái xác suất mà thị trường quay trở lại test Cái vùng 1100 sau đó tiếp tục cái xu hướng tăng là vẫn có thể xảy ra. Và cái mục tiêu trong cái nhịp hồi phục này thì em vẫn đặt với anh chị là vùng 1137 anh chị nhá. Còn uh, thị trường nó rung lắc, rung lắc thì uh, kệ nó. Còn uh, nếu như mà nó ngày mai đúng không? Nó xuất hiện một cái cây mà mà gọi là bán tháo thẳng xuống ấy thì chúng ta phải chấp nhận đúng không? Chúng ta phải ao ra khỏi thị trường. Anh chị nhá. Ok anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá về các cái nhóm cổ phiếu. Thì anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh anh chị nhá. <laughs> anh chị cần tìm người đồng hành thì có thể về với đội của em Nam bằng cách là mở những cái tài khoản VPS hoặc là chuyển ID của em Nam quản lý. Nếu mà chưa có tài khoản thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị. Còn nếu như đã có tài khoản rồi, anh chị đăng nhập vào app bấm vào avatar bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ cho anh chị. Anh chị chưa có điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi anh chị nhá. Cứ liên hệ với cả em Nam để Nam hỗ trợ thêm. Rồi chúng ta sẽ đi từ nhóm bất động sản đầu tiên. Hôm nay thì bên mình chốt lời con sale quanh giá 25, 25.x anh chị nhé. À, những anh chị nào mà mua được trong cái phiên ngày thứ hai thì uh, thì anh chị à, lấy uh, thì anh chị chốt lời được buổi sáng thì là có vùng giá 25.5 25.4 còn buổi chiều lúc mà em nhắn cho anh chị buổi chiều ấy, hàng về ấy, thì lúc ấy là 2 giờ 10 2 10 thì lúc ấy giá của con sale nó quanh vùng giá 25 25.1 25 quanh 25 thì anh chị vẫn chốt được còn buổi sáng thì em nhắn với anh chị nào mà chốt lời trước thì buổi sáng là chốt lời được vùng giá tốt nhất kể cả sale kể cả đất xanh anh chị quanh cái vùng giá 20.2 20.2 đúng không gần như là giá cao nhất trong phiên thì gần như là nhắn cho phát nhắn ở trong zoom để anh chị chốt lời đúng không đó, còn uh, góc nhìn của em nam là không chưa có vấn đề gì sau một cái viên nó bị uh, chốt lời trong ngắn hạn đâu đấy thì ví dụ anh chị uh, <laughs> chốt được 25 thì bây giờ ngày mai nó rung lắc lại dưới 24 anh chị mua lại anh chị nhá 23.5 là có điểm mua rồi à, cổ phiếu này thì MACD nó vừa mới lên đến không thôi đấy có thể là nó tích lũy tích lũy như này à, tích lũy tích lũy như này đấy, rồi nó tăng nhá thì lúc ấy cái MACD của nó nó có thể là cho trùng xuống một chút đấy xong bắt đầu nó đi lên đấy là đẹp nhất thì nó sẽ tăng thêm một nhịp nữa hoàn toàn có thể về vùng đỉnh cũ là hết sức bình thường đấy nhưng mà cái đấy nhịp sau anh chị thì bây giờ qua ngày mai nếu mà nó rung lắc trở lại cái vùng giá 23.x thì anh chị mua nhá đất xanh đấy, cũng tương tự như vậy mà ACD vừa lên thì không thôi y hệt on sale thôi anh chị nhé đấy, nó rung lắc trở lại như này đấy anh chị mua đấy, tất nhiên là chúng ta phải trong phiên chúng ta phải quan sát chứ không phải là hôm nay em nói với anh chị như vậy là ngày mai anh chị cứ nhảy vào mua tức là ngày mai anh chị phải vào phiên anh chị thấy xem là cái lực bán nó thế nào, cái vôn nó thế nào, đúng không? cái tốc độ giao dịch nó thế nào, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái cách mà anh chị quan sát thị trường, nó nó là cái cái kinh nghiệm trong giao dịch anh chị nhé. Yeah. còn uh, phân tích kỹ thuật thì nó sẽ là một phần, còn cái cách mà anh chị nhìn về thị trường, cảm nhận về thị trường, nhìn về cái nhịp của thị trường, cái đấy mới là cao thủ của anh chị nhé. Yeah. cho nên là anh chị cần phải uh, có những cái tín hiệu uh, uh, tín hiệu uh, cần phải quan sát thêm. ra thì uh, <laughs> quan sát trong phiên thì khi mà anh chị có cái thời gian bám bảng ấy, thì mọi người sẽ dần dần có sự cảm nhận thôi còn về con đất xanh này thì xét về mặt kỹ thuật thì nam đánh giá là nó có thể test lại một vài phiên đấy, sau đấy thì MACD nó, nó đi xuống rồi nó bật lên anh chị nhá đi xuống rồi bật lên chúng ta có cổ phiếu vài cổ phiếu như là <laughs> à, HDC thì hôm nay cũng báo anh chị chốt ở cái vùng giá chốt lời quanh vùng giá 35 đó anh chị hình dung là cái nhịp mà chúng ta mua ấy hầu hết các cổ phiếu đều về vùng chốt này ví dụ sale về 25 này đúng không? Đất xanh về 20 này. Rồi chúng ta có HDC về 35 này. Đấy, đạt phương 39 này có con Nam Long rồi nó còn vượt luôn anh chị nhé còn vượt luôn cả cái vùng vùng chốt thôi. Đấy thì lát nữa Nam phân tích đây HDC. Đấy hôm nay nó lên được 35.x anh chị. Thì con này hôm nay thì chốt ở phía trên nhưng mà anh chị thấy là nó quay trở lại quanh giá 33.5 mua được. Anh chị nhé hôm nay thì Nam cũng khuyến nghị anh chị là mặc dù là chốt ở trên 35.x nhưng mà nếu như nó reset lại cái vùng giá 33.x thì anh chị có thể mua lại luôn. Tức là đâu đó anh chị đã được khoảng tầm hơn giá rồi, à, gần hai giá rồi Đúng không anh chị? Tức là trong phiên thôi anh chị nhé Nhưng mà đến cuối phiên thì nó về đến 34.2 Thì uh, trao đổi với anh chị là quanh vùng giá ngày mai mà nó rung lắc về quanh 33.5 là mua được nhé Tất nhiên là ngày mai chúng ta cần phải quan sát thêm Thì ngày mai trong cái buổi livestream stream uh, thì em Nam cũng sẽ quan sát cùng anh chị và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành anh chị nhé uh, Chúng ta có cổ phiếu NLG uh, hôm nay cũng tăng đúng không hôm nay con này thì nó vượt qua được các cái vùng kháng cự anh chị Đấy, hôm nay nó con này còn tăng sau nó cũng có phân kỳ dương và ACD và bật tăng vôn vào rất là tốt thì em đánh giá là con này khả năng nhé nó test lại một vài phiên Đấy, nó test lại vài phiên tăng tiếp anh chị nhá. tăng tiếp không nhìn của em là tăng tiếp nhá thì nó uh, con này thì anh chị hình dung là nay nó vượt qua vùng kháng cự này Đấy, quanh vùng giá 35.7 thì quanh vùng này uh, ngày mai nó test về được 35.x anh chị mua được ok nhé nhóm bất động sản nó bất động sản nói chung là gần như là nó là những cái nhịp mà hai đáy đánh rất là đẹp anh chị nó rất là đẹp chúng ta có nhóm chứng khoán thì hôm nay thì thật ra thì em cũng báo anh chị anh chị nào có hàng thì hôm nay vẫn nên chốt lời đúng không ví dụ nó chạm về cái dao găm anh chị thấy về đây phải chốt chứ đúng không SSI thế mấy con này nó mới có một đáy thôi anh chị ạ mấy con này hình dung là ra nó về nó test lại các cái vùng dưới này là bình thường anh chị nhé lúc ấy thì MACD của nó 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 đi xuống nó tạo thêm đáy nữa rồi đi lên Đấy, thì nó mới tăng được tiếp anh chị chứ còn nó cứ kéo lớn này làm sao kéo được ethan thế đúng không kiểu gì đó? m hai mươi còn đang hướng xuống mà anh chị cứ mua tại cái bên trên này thì thì chả bị người ta xả vào đâu đúng không nào bây giờ m hai mươi còn đang hướng xuống bên trên còn đang lao đầu xuống kháng cự đây anh chị mua ở đây thì người ta chả chốt lời anh chị không chốt thì người ta cũng chốt chứ hcm cũng thế à, uh, cũng thế đúng không <laughs> đấy vùng kháng cự anh chị không chốt thì người khác người ta cũng chốt thôi Đấy, mấy con này phải test lại anh chị nhá. Đấy, test lại 1/2 cái thân nến break trong ngày hôm qua ấy, cái cây giá trần ngày hôm qua ấy, thì mới có điểm mua. Ví dụ như là SSI nó phải về lại 29.5 anh chị. À, SHS nó phải về lại 16.5. Anh chị nhá. Thì nó mới có cái điểm mua anh chị có thể cân nhắc tham gia. Đấy, VCI như thế nói chung là tương tự thế hết anh chị. Tăng từ bên dưới lên bên trên, đúng không? Bên trên đang hướng xuống. Gặp giao găm 65 ở đây nhảy vào mua thì kiểu gì chả bị người ta bán vào đầu. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy chia sẻ một chút về nhóm chứng khoán nhé trao đổi nhóm này thì test trở lại thì có thể có điểm mua đấy, MACD mới có một đáy thôi kéo khá là tốt anh chị thật ra thì những cái cổ phiếu như này nhiều khi nó không cần hai đáy nhá nó chỉ cần là MACD nó hạ nhiệt một chút này cho nó bật lên tức là nó không cần phải cắt xuống dưới anh chị. cái đường signal à, cái đường màu xanh này anh chị có thể nó sẽ từ từ nó đi lên như này thôi nó không cần phải cắt xuống dưới đâu đấy, nhiều khi là anh chị cứ máy móc là phải cắt xuống dưới cắt lên nó tạo hai đáy nhưng mà nó chỉ cần uốn nhẹ một cái nó đi lên là nó vẫn lên được nhá Ok, đấy là nhóm chứng khoán này. Rồi chúng ta có nhóm uh, thép, nhóm thép thì hôm nay cũng bắt đầu bị bán anh chị. Thì bán vào cuối phiên nhưng mà vôn không phải quá to. Hôm nay thị trường thì vôn bán bán vôn to hơn. Nhưng mà mấy con uh, bất động sản này, mấy con thép này, mấy con chứng khoán này, chứng khoán thì bán vôn to hơn này. Còn thép thì mình thấy là bán vôn không to lắm, gọi là cũng là to nhưng mà không phải to hơn phiên ngày hôm qua. Đấy thì những cái cổ phiếu này anh chị thấy là nó vượt qua được cái vùng kháng cự. Đúng không? Nó vượt qua được cả một cái vùng kháng cự rất dày đây. Thì bây giờ nó test lại là mua. Mua được nhá. Tết lại quanh 20 là mua được à, hoa sen này, năm kim này, à, tương tự như vậy thôi, tương tự hết, hòa phát này. Đó, à, test lại anh chị có thể chú ý tham gia. Nhá, đó, à, quanh vùng này. Đó, à, anh chị lấy được nhá. Thì đấy là các cái cổ phiếu thép. Rồi, anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì nhớ liên hệ với cả em Nam. À, số điện thoại đang trên màn hình nhá, mở một cái tài khoản VPS. Hoặc là chuyển ID thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị vào dung Số điện thoại là 096-398-3379 Anh chị mà chưa có điều kiện về việc chuyển tài khoản uh, Chuyển ID hay là mở tài khoản Thì uh, có thể tham gia dịch thức thu phí Thì cứ liên hệ thì em sẽ hỗ trợ thêm anh chị nhé Ok đấy là nhóm uh, chứng khoán bất động sản thép Chúng ta nhìn một chút về nhóm banh nhé Nhóm banh thì bên mình có tiên phong banh này đấy, Tiên phong banh anh chị thấy là cũng tích uh, lũy rất là đẹp Con này ngày mai mà nó rung lắc lại vùng giá 16.x mua được anh chị nhé đấy mua được đừng có sợ anh chị mua lại 16 chấm là nó lên khoảng tầm 18 thì bán ra này chúng ta có SHB đấy, bên mình có con này con này mà nó rung lắc dưới 11 là mua được nhé dưới 11 là mua được đấy, đều có phân kỳ dương hết anh chị yên tâm đi nhé chúng ta có vib uh, VIP này. VIP thì hơi xấu hơn chút con này thì không phải hơi xấu hơn mà là nó đang kéo lên mà nó chưa có bùng chỉnh anh chị con này thì vùng uh, này là vùng chốt lời ngắn hạn nhé 19.5 Đấy con này phải test lại dưới 18 à dưới 19 anh chị. 18.8 có điểm mua. Nhá. Đấy, Tiên Phong với SHB với VIP là những cổ phiếu mà bên bên em vẫn đang nắm thì đây là cổ phiếu mà mình uh, mua được giá khá là tốt anh chị. Mình mua tiết với dùng giá 10 10.1 Mình mua ở cây này, đấy, các cây này, này. Thì uh, góc nhìn của em Nam là đây là cái vùng mà anh chị có thể uh, mua cầm dài được. Còn trong ngắn hạn thì uh, anh chị cứ lên 12 là chị chốt nhá. Nó test lại một nhịp nó bật lên 12 là chốt. Rồi chúng ta nhìn nhanh một chút về nhóm bất động sản khu công nghiệp là nhóm mà Nam đánh giá cao trong trường hợp mà thị trường vào sóng. Tức là thị trường nó cần phải có những cái sự tích lũy và break out trong thời gian tới thì các cổ phiếu này em đánh giá cao bởi vì nó giữ được nền. Anh chị thấy là mấy con như là hoa sen này nó gãy nó thủng hết bây giờ nó mới đang hồi phục thôi hay là kể cả xeo như thế nhé. đấy còn những con như IDC này là những con mà anh chị thấy là nó giữ được cái nền đúng không đấy, nó giữ được cái nền Đấy, thì nó vẫn đang tích lũy thì những cổ phiếu này tất nhiên là em thì để vào sóng ấy thì nó cần phải tích lũy thêm anh chị thấy là bốn cái kiếm tekan Kijun này rồi giao găm 65 giao găm 129 đang hợp bích ở đây thì đây là một trong những cái trạng thái tích lũy cực kỳ hiếm gặp ở trong ichimoku trịnh phát anh chị thì có thể là nó tích lũy nó test lại test tổng lại các cái vùng giá này này anh chị này như này này rồi nó lên phát thì nó mà break một phát thì anh chị yên tâm là nó chạy kinh khủng lắm nhé nó chạy ghê gớm lắm nên là đây là cổ phiếu mà hôm qua bên em có vào quanh vùng giá 46 anh chị hôm qua bên bên khách hàng của Nam vào quanh 46 thì hàng thì ngày mai mới về thì mới chỉ vào thăm dò đấy 30 phần trăm anh chị thì nhịp tới khi mà nó break out đi lên nhé thì cả giá trần mình cũng mua anh chị nhá nhưng mà nó phải đúng form anh chị cổ phiếu mà đúng form đúng break out đa khung thời gian break out tuần này break out khung ngày này thì anh chị yên tâm là kể cả giá trần mình mua anh chị nhá đấy thì tức là nó là breakout xu hướng anh chị đấy là cái chiến lược mua breakout đa khung thời gian anh chị nhé anh chị mình không biết là các cái bộ công cụ khác người ta sử dụng breakout như nào nhưng mà riêng Ichimoku Trịnh phát mà breakout đa khung thời gian thì đấy là cái trạng thái duy nhất mà mình sẵn sàng mua đuổi thậm chí giá trần anh chị nhé nhưng mà bây giờ thì chưa đây là nam nói anh chị trong thời gian tới thôi tất nhiên chúng ta cần phải uh, cần phải uh, uh, lưu ý về thị trường nữa còn cổ phiếu này thì hôm qua bên mình, mình lấy rồi anh chị. MZC. đấy, tương tự như vậy đó. Con này mình đánh giá cao giống IDC, Rồi VGC là ba con cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp mà nam đánh giá rất là cao. Nếu như mà nó break out đau không thời gian nhé anh chị nhé, chắc chắn với anh chị giá trần mình đu. Nhưng mà khi nào nó có cái phiên đấy thì 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 lúc ấy thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau tiếp anh chị nhé. Còn bây giờ thì nó chưa có, chúng ta phải chờ thêm. Em đánh giá là phải chờ thêm nhé. Rồi đấy là nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhóm dầu khí cũng ok anh chị nhé. Dầu khí chúng chúng ta có Uh, PVD này. Đó, cũng tương tự thôi. Mấy cổ phiếu này anh chị muốn mua thì uh, quanh cái vùng giá 26.5 là vùng mua đẹp. Còn vùng hiện tại anh chị lấy thì gọi là thăm dò thôi nhá. 26.5 là vùng đẹp. Uh, PVS này. Uh, PVS thì uh, quanh cái vùng giá 35.5 nhé Là cái vùng mà anh chị chú ý được. Đây là những cổ phiếu giữ được nền. Nhưng mà nhóm dầu khí em đánh giá cao anh chị, nhóm dầu khí đánh giá cao trong năm tới có rất nhiều các câu chuyện liên quan đến lobeo môn cái mỏ lạc đà vàng rồi liên quan đến quy hoạch điện 8 thì hai cổ phiếu PVD, PVS là cổ phiếu đánh giá cao giá dầu thì mọi người yên tâm là nó giảm trong ngắn hạn nhưng mà trong dài hạn thì nó sẽ không thể nào giảm sâu được mà chỉ cần duy trì trên 70 80 đô là ok rồi anh chị nhá, cho nên là cũng không lo về giá dầu. Đánh dầu khí bây giờ không cần nhìn dầu anh chị nhá. Đánh dầu khí bây giờ anh chị không cần nhìn giá dầu. Anh chị nhìn cái sự vận động của nó ấy. nó là cái nhóm cổ phiếu mà đã tạo đáy về lợi nhuận vào năm 2022 rồi. 23 năm nay là lợi nhuận đang có cái sự cải thiện năm sau và thời gian tới mà nó có cái lobe môn nó còn tốt nữa. Đây là nhóm dầu khí là nhóm xứng đáng để đầu tư anh chị nhá. Thì hiện tại bây giờ thì nó vẫn đang có cái sự vận động đang đánh giá tốt. BR thì hơi yếu một chút nhá. BR chưa có điểm mua. Rồi, chúng ta nhìn nhanh một vài cái nhóm cổ phiếu phân đạn, ví dụ như là DCM thì anh chị thấy là hôm nay nó về đến cái vùng kháng cự rồi, về đây vùng bán này. Con này muốn mua lại thì phải test lại cái vùng giá dưới 30 nhá. Đấy, đạm Phú Mỹ này tương tự như vậy thôi để test lại cái vùng giá 31.x rồi <laughs> sorry anh chị nhé DGC Đấy, con này thì anh chị thấy là đang có các cái tín hiệu lấy trở lại nền cái con này thì vùng mua của nó là quanh 85 nhá vùng đẹp là quanh 85 còn anh chị mà lấy dần thì quanh 90 anh chị bắt đầu ném đá dò đường em đánh giá là ok con này là một cái doanh nghiệp rất tốt ở trên sàn VN Index ấy. là một trong những doanh nghiệp mà em đánh giá gần như tốt nhất ở trên sàn HOSE anh chị nhá Đấy, gần như là tốt nhất luôn. Rồi tiếp theo, chúng ta nói về nhóm đầu tư công một chút, có LCG này. Đấy, hôm nay nó bắt đầu uh, có áp lực bán thì uh, những cổ phiếu mà anh chị nó giống như nhóm chứng khoán đấy chị, nó tăng từ bên dưới lên bên trên mà nó gặp bên trên đang hướng xuống. Rồi MA 20 đang cắm xuống như này thì gặp giao găm ở đây thì làm sao mà tăng được anh chị? Đấy, trừ khi nó phải có một cái dòng tiền cực kỳ lớn nó nhảy vào nó mua một cách chủ động nó mới lên được. Còn không đa phần là nó sẽ quay lại test anh chị, quay lại test nhé LCG Ít nhất thì nó phải test lại cái vùng giá 11.5 thì có điểm mua H HV tương tự nó Không khác nhìn nhau cả anh chị nhé Mấy cổ phiếu này phải test lại 17, 14.8 Chúng ta có uh, FCN cũng thế thôi Mấy con này phải quay lại test hết anh chị Test lại 13 nhé 13.2 Phải quanh vùng đấy Đấy là đầu tư công này VCG cũng thế Đúng không quay phải test hết Test lại thì anh chị cân nhắc mua được nhé Test lại thì cân nhắc mua Rồi đấy là đầu tư công Ờ, giờ chúng ta xem là có, có nhóm bán lẻ chúng ta có fdt hôm nay kéo mạnh, này. Đấy, anh chị thấy là con này nó rũ phát kéo ngay, đúng không? đánh đánh đi đánh lại cái bài này rồi rũ phát kéo, rũ phát kéo, đúng không? con này mình không để ý cái phiên ngày hôm qua có thể mua được anh chị này, đúng không? phiên hôm qua tiền vào thì hôm nay kéo tiếp, này. Đúng, cái cách đánh của nó như vậy, anh chị. Đây này nó cứ rũ phát kéo này, nó rũ phát kéo này, đúng không? và nó kéo như này anh chị cứ chờ chỉnh, chưa chắc nó đã chỉnh đâu mấy cái con này này nó kéo này có khi là mai nó rung lắc nhẹ nó lại kéo tiếp đó, đấy cho nên là đánh mấy con này anh chị ngày hôm qua mình không để ý anh chị đấy hai các cái phiên này là mua được rồi này, này đúng không đấy, lâu lâu không nhìn con FDT cơ bản là giá nó cũng hơi cao cho nên là hơi ngại mua anh chị nhưng mà nói chung là cũng được nó cũng được à, chúng ta có con M với kép G với kép mình thấy khá nhiều anh chị kẹp đấy trên livestream khá nhiều anh chị hỏi con này thì quanh cái vùng 41 thì hôm trước em bảo với anh chị rồi, đúng không? Trước khi có phiên bùng nổ theo đà em bảo anh chị là anh chị nào mà sợ bán, sợ mất mất hàng ấy thì lên 41 anh chị bán. Còn cái vùng mua lướt là quanh vùng giá 36 thì hôm trước nó chỉ nhúng về 36.x thôi. Thì đây là vùng bán rồi anh chị nhé. vùng bán rồi bây giờ con này nó phải tích lũy lại, có khả năng là nó một ấy, là nó test lại cho nó bật lên, đúng không? À, hai ấy, là nó vượt qua luôn, sau đó nó test lại sau. Tóm lại thì kiểu gì thì kiểu thì quanh cái vùng giá 41 này cũng là cái vùng mà nó sẽ không phải một mua mà là một bán tức là nó có vượt qua thì nó phải test lại thì chị mua lại sau đúng không hoặc là nó, nó nhúng dưới nó bật lên thì anh chị mới có thể mua ở cái đáy hai này đấy còn uh, vôn thì em đánh giá là cái vôn này là vôn tổ chức bắt đáy rồi anh chị nhá em nói với chị cái điều này khá nhiều lần rồi đúng không ạ rồi đấy là mvkg uh, ok anh chị anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay mà chưa like thì nhớ like mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe của kênh anh chị cần tìm người đồng hành thì nhớ liên hệ với cả em Nam nhé số điện thoại đang trên màn hình uh, 096 <laughs> 096 398 anh chị mà uh, cần có một cái tài khoản VPS để trở thành khách hàng thì nếu mà chưa có thì gửi căn cước công dân thì uh, em sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị còn nếu như anh chị đã có rồi thì đây là cái hướng dẫn về việc chuyển ID anh chị đăng nhập vào app bấm vào avatar bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam sau đó tích vào các cái dấu tích này bấm sang nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình. Để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch. Anh chị nhé. À, rồi. Anh chị nào mà chưa có điều kiện về việc mở tài khoản hay là chuyển ID. Thì anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Anh chị nhé. Cứ liên hệ với cả số điện thoại của em Nam. À, bây giờ thì à, em xin phép dừng cái video này ở đây. Anh chị nào mà chưa like thì nhớ like. Mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh hoặc là và thả giúp nam các cái trái tim ở dưới mục comment để tăng cái độ tương tác của cái video ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi bây giờ thì xin chào chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại ở trong các cái buổi livestream cũng như là trong các cái video tiếp theo của nam xin chào anh chị bye bye mọi người